Chào mừng các em đến với môn âm nhạc. Tiết học của chúng ta sẽ bắt đầu bằng trò chơi đôi tai kỳ diệu. Các em nghe âm thanh, sau đó sẽ vỗ tay lặp lại âm thanh đó nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học phần nhạc cụ và thưởng thức âm nhạc. Thưởng thức âm nhạc hôm nay, cô sẽ giới thiệu nhạc cụ sên tiền. Sên tiền là nhạc cụ gõ Việt Nam, được tạo bởi ba thanh gỗ. Thanh 1 và 2 nối với nhau bằng một sợi dây da. Ở đầu mỗi thanh có gắn các đồng tiền. Thanh 3 có hình răng cưa bên mặt hông, tạo ra âm thanh bằng cách gõ vào nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nghe âm thanh của nhạc cụ sên tiền nhé. Theo, cô sẽ nhắc lại cách đọc tiết tấu. Nốt đen đọc là ta, nốt móc đơn ti ti, dấu lặng đen ùm. Và bây giờ các em hãy thực hành đọc tiết tấu cho các mẫu sau đây nhé. Ta ti ti ta ùm. Một lần nữa nhé. Ta ti ti ta ầm. Ta 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 ta. Một lần nữa. Ta 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 ta. Tiếp theo là luyện tập gõ tambourine và trống con. Nếu không có nhạc cụ, các em sẽ nghe và lặp lại bằng cách vỗ tay nhé. Ta ti ti ta ầm. Một lần nữa nhé. Ta ti ti ta ầm. Tiếp theo là luyện tập gõ trống con. Ta 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 ta. Một lần nữa nhé. Ta ta ta. Chúng ta sẽ thực hành đệm tambourine cho bài hát Múa Vui. Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui. Cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng nhau múa đều. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa ca. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa đều. Tiếp theo là thực hành gõ trống con. Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui. Cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng nhau múa đều. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa ca. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa đều. Và bây giờ các em sẽ chọn mẫu gõ tambourine hoặc mẫu gõ trống con để đệm cho bài hát Múa Vui. Vui cùng vui múa ca, nắm tay nhau, bắt
không?